Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Những tin chính sẽ phát trong chương trình này. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc nâng cao hiệu quả vay vốn, góp phần ổn định đời sống các hộ chính sách. Hiệu quả từ chỉ đạo sản xuất theo chỉ thị 36 ở xã Ngọc Liên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đã đóng một vị trí vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nghèo. Năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đã bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên, nghị quyết ban đại diện Hội đồng Quản trị để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu nguồn vốn được thông báo, giảm nợ quá hạn, đẩy mạnh công tác huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn, đẩy mạnh công tác kiểm tra nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các chỉ thị về chính sách tín dụng để công tác cho vay vốn đạt hiệu quả cao nhất. Năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đã cho vay trên 110 tỷ đồng với 4.846 hộ, trong đó có 1.240 hộ nghèo, 909 hộ cận nghèo, 1.560 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, 297 hộ xây dựng và cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 141 hộ mới thoát nghèo, 528 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn với tổng dư nợ là 351.203 triệu đồng, tăng 25.880 triệu đồng so với đầu năm. Tăng trưởng so với đầu năm là 7,95%, hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao. Bình quân khách hàng được vay là 22 triệu đồng. Từ nguồn vốn cho vay, các hộ đã đầu tư chăm sóc rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh buôn bán, cải tạo công trình vệ sinh. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho các hộ dân nghèo và các đối tượng chính sách. Trước kia thì cô vay 15 triệu, nhưng cô nuôi trâu, sau cổ đó thì con cháu đi làm hết bận thì cô lại chuyển sang chăn nuôi lợn. Thì cứ một lứa lợn là cô trả một ít, kiểu là trả bớt dần đến trừ còn 2 triệu là cô trả. Vì trừ kinh tế hơi tạm ổn hơn một tí thì mình trả bớt đi để cái vốn đó cho người khác. Vốn này là cũng tạo điều kiện cho cái việc làm và tăng thu nhập thêm gia đình, để có cái thu nhập thêm, để có cái đồng vốn dư dật. Vì có 15 triệu đó thì mới lại có việc làm, mới có thu nhập, mới lại có cái tích lũy lại. Tôi đã được vay vốn là số tiền là 10 triệu đồng. Số tiền đó là vốn của Ngân hàng Chính sách. Tôi đã vay về sử dụng là mua trâu với là chăn nuôi lợn. 10 triệu đồng đó là phát triển là được, sinh ra là được 8 con trâu nghé rồi. Rồi bây giờ là trong gia đình là vốn của ngân hàng là còn được 4 con. Còn 4 con là bán coi như là làm nhà cửa rồi lo việc cưới xin cho con cái. Đến bây giờ là gia đình là còn lại 8 triệu, chứ là gia đình là hoàn thiện trả gốc lại cho ngân hàng. Nói chung là tôi là được vay vốn của Ngân hàng Chính sách, thì nói chung là được vốn về tôi mua trâu để chăn nuôi. Cái hiệu quả vay vốn thì nói chung là được nhà nước ưu tiên cho vay vốn, thì nhân dân rất là nhiệt tình và ủng hộ và xóa được đói giảm được nghèo. Để quản lý một cách có hiệu quả vốn vay, thông qua các tổ tiết kiệm vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã quản lý các hộ vay hiệu quả, đôn đốc việc trả nợ, nâng cao uy tín, giảm nợ xấu và tiến hành khoanh nợ. Thông qua nguồn vốn ủy thác của các tổ chức hội đoàn thể đã tạo điều kiện tối đa cho các hội viên nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2016 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tranh thủ cái nguồn vốn của cấp trên để giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng khác, đưa cái tổng dư nợ lên 400 tỷ đồng. Đồng thời là cũng tăng cường các biện pháp để đôn đốc xử lý nợ, giảm nợ quá hạn từ 0,6 tỷ đồng xuống 0,4 tỷ đồng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát và tập trung vào đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay để thực hiện ở những cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Thì cái giải pháp chính mà chúng tôi bám sát đó là, nhất là tôi tập trung và bám sát vào cái nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cái chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và đặc biệt là chúng tôi luôn tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của ngân hàng cấp trên, sự
quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là tập thể cán bộ nỗ lực phấn đấu để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2016. Với những kết quả đó, có thể khẳng định rằng hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ngọc Lặc đã đóng một vị trí vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã góp phần đưa lại cuộc sống ấm no cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, là cầu nối tín dụng chính sách giữa hộ nghèo và nhà nước, giảm dần khoảng cách với hộ giàu, các hộ nghèo và đối tượng chính sách ngày càng tin tưởng vào Đảng và nhà nước. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 36 của Ban Thường vụ huyện ủy Ngọc Lặc về chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ trong vụ đông năm 2015-2016 ở xã Ngọc Liên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay toàn xã đã trồng được 120 cây màu vụ đông. Đây là xã đạt diện tích vụ đông cao nhất toàn huyện. Bước vào sản xuất vụ đông năm 2015, xã đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí cây trồng bởi diện tích thu hoạch lúa mùa chậm so với lịch thời vụ sản xuất, theo đó ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất vụ đông. Trước tình hình trên, Đảng ủy xã Ngọc Liên chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp đã tuyên truyền bà con nông dân nắm rõ kế hoạch và các cây trồng chủ lực như mô hình trồng ớt và cây ngô bán cho nhà máy. Để thực hiện được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, Hợp tác xã đã chủ động cung ứng giống phân bón cho bà con nông dân và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Từ đó, vụ đông năm 2015-2016, toàn xã đã trồng được 120 ha, trong đó diện tích ngô là 70 ha, cây hành trăm là 21 ha và một số cây màu khác. Nổi bật trong sản xuất vụ đông năm 2015-2016 ở xã Ngọc Liên là Hợp tác xã ngoài việc cung ứng giống và tổ chức tập huấn khoa học chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, Hợp tác xã đã làm thí điểm mô hình trồng ớt trên 3 ha, đến nay hiệu quả thiết thực. Theo Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp cho biết, trồng cây ớt trong 2 tháng bắt đầu cho thu hoạch và mỗi tuần thu hái một lần. Thời gian cho thu hoạch gần 6 tháng, ước tính mỗi sào khoảng 15 triệu đồng. Đây là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên địa bàn xã Ngọc Liên hiện nay trong vụ đông. Trong vụ đông năm 2015, Hợp tác xã chúng tôi đã chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đồng ruộng. Thì hiện tại là chúng tôi đã chủ động là chuyển đổi từ diện tích đất lúa không ăn chắc sang làm cây ớt và cây ngô lấy thân cho bò. Đối với cây ớt thì với diện tích là 3 ha, năng suất khoảng 1 tấn trên một sào và giá trị ước tính đem lại là khoảng 15 triệu đồng trên một sào. Còn đối với cây ngô thì năng suất dự kiến là đạt khoảng 2 tấn trên một sào và giá trị của cây ngô lấy thân đem lại thì cao hơn so với cây ngô lấy hạt. Từ hiệu quả việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ theo chỉ thị 36 của Ban Thường vụ huyện ủy về mô hình trồng ớt, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Ngọc Liên sẽ tiếp tục đổi mới và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới. Thực hiện tốt chỉ thị 36 của Ban Thường vụ huyện ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt xã viên, nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu giống mùa vụ, sản xuất nhiều giống lúa lai, lúa cao sản, lúa chất lượng cao. Thời tiết nắng ấm là điều kiện rất thuận lợi để nông dân tranh thủ xuống đồng cấy lúa chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Xã Minh Sơn có địa hình không bằng phẳng, vì vậy đến thời điểm hiện nay, ở tất cả các chân ruộng cấy lúa trên địa bàn, việc chỉ đạo điều tiết nước đã được đảm bảo phục vụ đầy đủ để nhân dân làm đất, gieo cấy theo lịch thời vụ đặt ra. Cơ cấu mùa vụ cũng là sự thay đổi, nhiều diện tích chuyển sang cấy trà xuân muộn thay vì trà xuân sớm, hạn chế sâu bệnh cho năng suất cao. Các giống lúa gieo cấy nhiều như X21, nhị ưu, nhờ đó mà năng suất, sản lượng lúa của xã luôn tăng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm hiện nay, do thời tiết thay đổi thất thường, vì vậy dễ làm cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi dễ bị nhiễm bệnh. Để tìm hiểu những bệnh thường gặp của vật nuôi và cách phòng tránh trong mùa đông xuân năm nay, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Hồng Vọng, trưởng trạm thú y huyện Ngọc Lặc. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Xin chào đồng chí, xin đồng chí có thể cho biết vào thời điểm hiện nay thì trên đàn gia súc và vật nuôi thường xuất hiện các loại dịch bệnh gì? Đối với mùa đông
năm 2016 này thì và các cái do cái yếu tố thời tiết nó thay đổi, nó biến động rất lớn, cho nên là cái công tác phòng dịch chúng tôi luôn được quan tâm và chú trọng. Đồng thời là trong mùa đông này thì cũng là nó thường xảy ra các cái bệnh nguy hiểm đối với trên đàn gia súc, cụ thể như là cái bệnh tụ huyết trùng châu bò, rồi bệnh lở móng, lở mồm long móng châu bò và bệnh cúm gia cầm H5N1. Ngoài ra, nếu mà nhiệt độ mà xuống thấp dưới 10 độ C thì nó còn mắc cái bệnh cước chân và đồng thời cái bệnh viêm phổi cấp đối với trên đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ta chúng ta thì cũng không, cơ bản là cái tình trạng sức khỏe của đàn gia súc phát triển bình thường, nó cũng không có cái dịch gì nó xảy ra tạo như thành cái ổ lớn. Thưa đồng chí, là một cơ quan chuyên môn thì xin đồng chí cho biết những biện pháp phòng trừ các loại dịch bệnh nói trên. Quý 1 năm 2016 thì chúng tôi đã tập trung làm tốt một số vấn đề. Cái việc thứ nhất là tăng cường cái công tác giám sát. Đây có thể nói là một cái khâu quyết định, giám sát chặt chẽ đến tận thôn, tận bản. Và sau khi phát hiện mà có những cái ổ dịch thì chúng tôi cũng thông báo là đề nghị với Ủy ban nhân xã và nhân viên thú y cấp xã là báo cáo kịp thời để chúng tôi có những cái chẩn đoán và xét nghiệm, đồng thời là để bao vây khống chế ở trong cái phạm vi hẹp và xử lý một cách có hiệu quả. Cái thứ hai là tiếp tục là triển khai cái đợt phun tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2016 cho toàn bộ 22 xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Và kế hoạch phun tiêu độc khử trùng trung tuần tháng 1 thì chúng tôi sẽ triển khai xong. Vấn đề thứ ba là cũng đề nghị bà con là quan tâm chăm sóc cái đàn gia súc để về chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng nó phải đảm bảo đầy đủ thức ăn và nước uống để nâng cao cái sức đề kháng cho đàn gia súc gia cầm. Cái vấn đề thứ tư nữa là trong cái khâu công tác vận chuyển và đồng thời là các cái gia súc vận chuyển ra ngoài và vào trong huyện thì chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ để tăng cường cái giảm thiểu đến mức độ tối đa cái dịch bệnh đưa vào trong cái địa bàn. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.